Trong trường phổ thông, một cô giáo họ Bạch, sinh ra và lớn lên, luôn có ý thức tiến thủ, là con gái nông thôn, đi học, rồi giờ đi dạy, cô luôn muốn có chức vụ, được tiến chức, làm phó hiệu trưởng, nên cô không ngừng nỗ lực, và thầy hiệu trưởng nhìn cô giáo Bạch đẹp, mông má, phú phê, khúc nào ra khúc đó nên rất thèm khát. Biết cô giáo Bạch muốn thăng chức, thầy hiệu trưởng đã dụ cô tới nhà, chuẩn bị thuốc mê, bỏ vào ly nước, cho cô giáo Bạch uống, sau đó điệt cô. Xiao Jing, Zhang lão sư, nhưng không ngờ tôi sau sẽ cùng Xiao Jing có vận mệnh tương tự. Bạn nên suy nghĩ kỹ về lời khuyên của Bạch lão sư. Thật không? Ừ, Xiao Jing, tôi sẽ cố gắng. Hey, 老公。嗯。有点睡不着。又没有关系。担心这个干嘛？嗯。真的吗？那谢谢校长，我一定会明天就把它写好。跟校长去发问啊！张劳模奖状在等我哎，真的、啊？对啊，然后校长还跟我说他提拔我当组长，叫我写一个总结报告，今天拿过去。姐姐可哦，好，谢谢校长。然后我待会就回去上课。是。嗯。白杰老师，我学会了。